Hồ Ngọc Hà khoe con trai mới hơn 4 tháng tuổi đang tập bò, biểu cảm thú vị của cậu bé gây chú ý. Vẻ đáng yêu và tinh nghịch của con trai Hồ Ngọc Hà đang thu hút sự chú ý. Trên trang cá nhân mới đây, Hồ Ngọc Hà có chia sẻ một loạt khoảnh khắc của con trai Leon, loạt biểu cảm đáng yêu của cậu bé khiến công chúng thích thú. Khác với vẻ ngoài điềm đạm của chị gái Lisa, Leon có khuôn mặt vô cùng tinh nghịch và dễ thương. Đáng chú ý nhất là chia sẻ của Hồ Ngọc Hà về điều mà con trai Leon sắp làm được. Cụ thể trong một bức hình được chia sẻ trên trang cá nhân Hồ Ngọc Hà có đăng tải dòng trạng thái Tôi sắp bỏ được rồi nha Lisa và Leon là hai nhóc tỷ sinh đôi của gia đình Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sau hơn 3 năm bên nhau Hai bé chào đời vào tháng 11 năm 2020 Nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng Sau khi chào đón thêm hai thiên thần nhỏ Hồ Ngọc Hà đã lập hẳn trang Instagram chuyên đăng hình ảnh, clip về con, thu hút lượng người theo dõi đông đảo. Chính vì vậy mà mọi hoạt động của hai bé Lisa và Leon cũng đều hot không thua kém gì bố mẹ.